những kỷ niệm khó quên về vợ anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc Việt Nam, ai cũng biết đến tấm gương của liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi. Tấm gương chiến đấu hy sinh dũng cảm đó đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh ghi những lời ngợi khen dưới tấm ảnh chụp trước khi anh bị xử bắn. Vì Tổ quốc, vì nhân dân, liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi đã anh dũng đấu tranh chống đế quốc Mỹ đến hơi thở cuối cùng. Gắn bó với cuộc đời anh là chị Phan Thị Quyên, người vợ trẻ đã chung sống hạnh phúc với anh trong thời gian ngắn ngủi, chỉ nửa năm trước khi anh hy sinh. Chân dung lịch sử xin được gọi bà Phan Thị Quyên là chị Quyên, như mấy chục năm trước cả nước đã gọi như thế. Quãng thời gian ngắn ngủi 6 tháng gắn bó với anh đã để lại cho chị vô vàn kỷ niệm thân thương, đầy xúc động. Chính chị là người đã lưu giữ những kỷ vật của anh hùng Nguyễn Văn Trỗi trong những năm tháng ác liệt của cuộc chiến tranh chống Mỹ, để sau đó tất cả những kỷ vật đó được đưa về Bảo tàng Cách mạng Việt Nam, nay là Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, trở thành những hiện vật quý của bảo tàng. Sáu tháng làm vợ anh Trỗi. Chị Phan Thị Quyên sinh năm 1944 tại Campuchia, nguyên quán xã Văn Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội. Khi mới 16 tuổi, chị Quyên làm việc tại hãng bông Bạch Tuyết, nằm ở đường Võ Tánh, nay là đường Hoàng Văn Thụ. Tại đây, chị đã được một đồng nghiệp giới thiệu làm quen với anh Nguyễn Văn Trỗi, thợ điện của nhà máy điện Định Quán. Những lần về quê, anh Trỗi không quên viết thư cho chị với những lời đầy yêu thương. Cuối thư, lúc nào anh cũng dặn, uống đủ 2 lít nước mỗi ngày em nhé. Anh Trỗi là con thứ tư trong một gia đình ở Quảng Nam, vào Sài Gòn từ năm 1956. Anh kể cho chị nghe về những dự định, ước mơ và hoài bão của cuộc đời. Cứ thế theo thời gian, tình yêu của hai người ngày càng sâu đậm. Được hai bên gia đình chấp thuận, ngày 21 tháng 4 năm 1964, chị Quyên và anh Trỗi đã tổ chức đám cưới. Chị Quyên nhớ lại, dù ở Sài Gòn, nhưng gia đình tôi vẫn giữ phong tục Bắc, lễ cưới phải có chầu cau, cốm để biếu hàng xóm. Trưa hôm ấy, ba má tôi làm mấy mâm để chờ nhà trai đón dâu. Phía đảng trai đến đúng giờ, hoàn tất thủ tục và dùng cơm, rồi rước dâu từ quận 4 về nhà ở khu chợ Kiến Thiết, nay thuộc quận Phú Nhuận. Đồ Uyên Ương xây dựng tổ ấm tại một căn nhà trong hẻm, vách gỗ, mái lợp lá, nền xi măng. Anh Trỗi cùng một người bạn hùn tiền mua căn nhà này lúc mới vào Nam. 18 ngày sau khi kết hôn, đêm ngày 9 tháng 5 năm 1964, anh Trỗi bảo vợ ra ngoài có việc. Người vợ trẻ không hề biết, lần ấy anh bí mật nhận nhiệm vụ ám sát McNamara. Trong những ngày tháng tiếp theo, cả hai vẫn sống rất vui vẻ. Đến khi nghe hung tin anh Trỗi bị bắt, chị Quyên hoàn toàn bất ngờ. Ngày 5 tháng 8 năm 1964, địch đưa anh ra xét xử. Đến ngày 10 tháng 8, anh bị kết án tử hình. Khi nhận được tin này, dư luận thế giới rất căm phẫn. Một tổ chức du kích tận Venezuela đòi đổi một sĩ quan quân đội Mỹ là trung tá không quân để anh Trỗi được tha bổng, nhưng kẻ địch đã lật lọng. Sáng ngày 15 tháng 10 năm 1964, chị Quyên vào trại giam Chí Hòa để thăm nuôi chồng, nhưng lính gác không cho gặp và hẹn đến chiều. Ra chỗ giữ xe, chị mới biết bên trong chúng đang thi hành án tử anh Trỗi trước sự chứng kiến của đông đảo phóng viên trong nước và quốc tế. Hành trình tìm thi hài chồng. Chị Quyên cảm thấy trời đất tối sầm trước mặt. Lấy hết sức lực, chị chạy về nhà báo tin cho cụ thân sinh anh Trỗi mới từ quê vào. Hai cha con thuê xích lô máy xuống tòa án quân sự đóng ở bến Bạch Đằng. Một lính gác cho biết vụ này họ không liên quan và chỉ chỗ đến tòa án vùng 3 chiến thuật. Tuy nhiên, tên lính ngụy này không dám cho địa chỉ. Vì quá sốt ruột, chị Quyên gào, cùng tòa án với nhau mà các ông nói không biết là quá vô lý. Sau đó, người lái xích lô nhiệt tình chỉ cho hai người trụ sở lớn của địch trên đường Lê Văn Duyệt, nay là đường Cách mạng tháng 8. Đến nơi gần 12 giờ trưa, hỏi thăm thì một lính gác cắc cớ hỏi, bà có biết chữ không? Nếu biết thì hãy nhìn lên bảng có dòng chữ, đây là trại lính Lê Văn Duyệt. Chị Quyên nhanh trí bịa ra lý do, tôi đến tòa án quân sự, họ chỉ xác chồng tôi đang ở trong này.
lính gác yêu cầu xem thẻ căn cước rồi chỉ vào trong. Tuy nhiên, tên khác cho biết đã hết giờ làm việc, 2 giờ chiều quay lại. Chị Quyên nói với cha chồng: "Con sẽ ngồi đây đợi đến khi nào tìm thấy xác anh Trỗi mới về." Hai cha con ngồi đợi trong lúc bụng đói cồn cào. Khi thấy người đi vào, chị Quyên chạy lại hỏi thăm tình hình xác của anh Trỗi. Người này nói: "Nơi đây chỉ tuyên án, không biết chôn ở đâu." Sáng hôm sau, tình cờ đọc báo, chị mới biết nơi chôn chồng. Sau khi hành quyết, định đưa thi thể anh Trỗi về mai táng tại nghĩa trang quân đội ở Gò Vấp. Tuy nhiên, sau đó di hải anh Trỗi lại được bốc lên, chuyển tới nghĩa trang Đô Thành. Chị Quyên cùng cha chồng và các cháu vội tìm đến. Cảnh sát mật tự xưng là phóng viên, muốn gặp gia đình viết một thiên phóng sự. Vốn cảnh giác, chị Quyên thẳng thừng: "Chồng tôi làm gì tôi không biết." Thấy họ dương ống kính, chị tử tốn cho biết: "Muốn hình tôi thì vào tổng nha mà lục, vì hồi bị nhốt ở đó tôi có sẵn hình." Nhưng họ vẫn tranh thủ chụp một tấm hình lén lúc chị đang khóc trước mộ anh Trỗi. Do anh Trỗi bí mật thực hiện nhiệm vụ nên chị Quyên không biết nguyên nhân vì sao địch tử hình anh. Vì thế chị quyết tâm tìm hiểu cho rõ ngọn ngành. Gặp được anh Phạm Văn Hai, nghe kể lại sự tình, chị mới vỡ lẽ. Thì ra trong thời gian còn yêu nhau và cho đến khi sống chung, những lúc anh Trỗi nói bận công việc chính là lúc anh đi tập huấn ở căn cứ rừng thơm Đức Hòa. Sau đau thương, mất mát quá lớn đó, chị quyết tâm vào chiến khu theo cách mạng để chiến đấu trả thù cho chồng, để nợ nước. Tháng 2 năm 1965, chị tham gia đội biệt động 65, đóng tại Long An. Sau đó, được chuyển về Trung ương Cục Miền Nam. Một tháng sau, chị vinh dự được đoàn thể cử đi Đại hội Phụ nữ toàn miền Nam. Và cũng tại đại hội đó, chị được gặp nhà báo, nhà văn Trần Đình Vân, phóng viên báo Giải Phóng. Chị đã kể lại câu chuyện về anh Nguyễn Văn Trỗi, sự hy sinh anh dũng cũng như cuộc tình của anh chị. Và cũng từ đó, tác phẩm Sống Như Anh ra đời, nổi tiếng sau này. Vinh dự được gặp Bác Hồ. Là người con miền Nam, nhưng chị rất tự hào vì được gặp Bác 3 lần. Lời Bác dặn đã theo chị suốt cuộc đời. Ngày 13 tháng 5 năm 1969, chị Quyên cùng chị Nguyễn Thị Châu, chị Tư Thảo, chị Mười Mẫn và cô Ba Thanh Loan được tổ chức đón từ Trung ương Cục Miền Nam sang Phnom Penh để bay ra Bắc. Ngày 16 tháng 5, đoàn tới Hà Nội. Sáng ngày 19 tháng 5 năm 1969, chị Quyên và chị Châu được đưa lại nhà đồng chí Lê Toàn Thư, nhưng không ai biết sẽ được gặp Bác. Xe đưa hai chị vào phủ chủ tịch, mừng quá, nước mắt chảy dài vì không ngờ được vinh hạnh như thế. Thấy vậy, đồng chí Vũ Kỳ, thư ký riêng của Bác dặn: "Hôm nay là ngày sinh của Bác, biết các cháu mới từ trong Nam ra nên Bác cho hai cháu vào thăm. Nhưng gặp Bác không được khóc, các cháu khóc nhiều sẽ làm Bác xúc động, không có lợi cho sức khỏe vì Bác dạo này yếu nhiều." Ngồi trong ngôi nhà nhỏ xưa dùng cho người phục vụ, thấy cụ già râu tóc bạc phơ trong bộ quần áo lụa màu mỡ gà lững thững vòng qua ao cá tiến tới phòng khách, định chạy ra đón Bác nhưng đồng chí Vũ Kỳ ngăn lại: "Phải chờ cho Bác đến thật gần, hai chị mới chạy ra ôm lấy Bác." Hai chị ngồi bên Bác thân thiết như cha con lâu ngày đi xa mới gặp nhau. Bác hỏi thăm đi đường thế nào, ra Bác nóng quá có ngủ được không, tình hình trong Nam, ở Trung ương Cục Miền Nam có thiếu thốn không, cha mẹ, gia đình ra sao. Ngồi bên Bác thấy hạnh phúc, chị nhớ tới anh Trỗi từng ước mơ có ngày ra Hà Nội thăm Bác. Vậy mà lần này chỉ có mình chị, còn Bác rất tế nhị, không đả động gì tới nỗi đau ấy. Trò chuyện một lúc, Bác nói: "Đến bữa trưa rồi, hai cháu ở lại ăn cơm với Bác." Bữa cơm hôm đó có cả Thủ tướng Phạm Văn Đồng và đồng chí Vũ Kỳ. Hai chị được ưu tiên ngồi sát bên Bác. Bữa cơm có thịt gà kho, cả muối và rau muống luộc, cùng bát nước rau đánh giấm sấu. Bữa cơm thanh đạm nhưng ngon miệng làm sao. Bác gắp từng miếng ngon cho hai chị rồi dặn: "Ra đến miền Bắc, hai cháu phải ăn uống bồi dưỡng sức khỏe, nhất là cháu Châu quá yếu, cần chữa bệnh cho khỏi. Sau đó các cháu còn phải học hành để sau này về phục vụ đồng bào miền Nam." Cơm xong, đồng chí Vũ Kỳ cho mang dưa hấu xứ Nghệ ra tráng miệng. Trước khi ra về, Bác ra phòng khách lấy hai bông lay ơn đỏ cắm trên bàn cho hai chị. Cuối tháng 6 năm ấy, hai chị lại được đón vào thăm Bác. Hai chị báo cáo với Bác sẽ được ban thống nhất bố trí cho đi nghỉ và thăm một số nước xã hội chủ nghĩa.
trong đó sẽ tham gia đoàn phụ nữ sang Cuba dự kỷ niệm 10 năm chiến thắng Moncada ngày 26 tháng 7. Nghe xong, bác hỏi sẽ ăn mặc ra sao? Biết sẽ được may áo dài, bác dặn. Khi sang Cuba sẽ phải tiếp xúc với nhiều tầng lớp nhân dân, nên có bộ bà ba khi về nông thôn, nên có bộ quân phục giải phóng quân cùng mũ tai bèo khi xuống thăm đơn vị bộ đội. Còn áo dài để xuống máy bay và đi dự tiệc. Rồi bác khuyên, sang Cuba phải đi chặng đường rất dài từ Hà Nội, Bắc Kinh, Mạc Tư Khoa rồi bay qua Đại Tây Dương tới La Habana sẽ rất mệt. Nhân dân Cuba lại rất quý mến dân ta nên đoàn sẽ được tiếp đãi và cho đi thăm nhiều nơi. Sợ rằng sức khỏe của cháu Châu không chịu nổi, Châu nên ở nhà điều trị cho hết bệnh. Hai chị thấy sao mà bác chu đáo, cẩn thận đến vậy? Sau đó bác nói, hôm nay họp bộ chính trị, các chú cần vụ có nấu phở cho các đồng chí ăn trưa. Bác mời hai cháu ở lại cùng ăn, xem phở miền Bắc có giống phở miền Nam. Đầu tháng 7 năm đó, trước ngày đoàn lên đường, bác lại cho gọi hai chị vào. Sau khi dặn, sang đó không phải khách sáo, coi như về nhà mình, vì nhân dân và lãnh tụ Cuba rất quý nhân dân Việt Nam anh hùng. Rồi bác gửi chị Quyên mang sang tặng lãnh tụ Fidel tấm ảnh sơn mài, vẽ hình ông có khảm xà cừ cùng đôi dép cao su. Bác còn dặn, đi thăm một số nước rồi, cháu phải về chuẩn bị học tập. Quyên học lớp mấy rồi? Biết chị ở Trung ương Cục miền Nam mới học hết chương trình lớp 5, bác lắc đầu. Cháu phải học hết chương trình phổ thông, sau đó còn lên đại học, chỉ có kiến thức mới có thể làm việc tốt cho cách mạng. Trưa đó, hai chị cũng ở lại ăn cơm với bác. Ai ngờ, đó là lần cuối cùng gặp bác. Lưu giữ kỷ vật của người thương. Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi đã đi xa mãi mãi, nhưng những kỷ vật của anh để lại cho hậu thế vẫn còn nguyên giá trị lịch sử. Nhóm kỷ vật gồm 12 hiện vật, một cây đàn mandolin, một chiếc khăn tay do chị Phan Thị Quyên thêu tặng chồng trong thời gian anh bị giam giữ tại nhà lao Chí Hòa, và 10 bức thư do anh Trỗi viết từ nhà lao gửi ra cho vợ và người thân. Nhóm kỷ vật này được đưa đến bảo tàng không cùng một thời điểm mà thông qua những con người khác nhau, ở những thời điểm khác nhau. Năm 1965, gần một năm sau ngày anh Nguyễn Văn Trỗi hy sinh, chị Phan Thị Quyên đã giao cho đồng chí Tư Lâm, người phụ trách ban tuyên huấn của vùng giải phóng, một chiếc khăn tay và 10 bức thư của liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi. Sau đó, đồng chí Tư Lâm đã nhờ nhà thơ Bảo Định Giang ra miền Bắc công tác, đem đến tặng Bảo tàng Cách mạng Việt Nam toàn bộ số kỷ vật trên. Thay mặt cho bảo tàng, Phó Giám đốc Trần Văn Trinh đã đích thân tiếp nhận. 10 bức thư có nội dung ngắn gọn, nhưng không chỉ thể hiện tình cảm sâu sắc của anh Trỗi đối với vợ và người thân, mà còn thể hiện tình cảm và trách nhiệm của anh đối với vận mệnh của nước nhà. Riêng chiếc khăn tay là kỷ vật quý giá gắn bó với anh chị trong những ngày gia đình bị chia cách, trong cảnh tù đày. Sau sự kiện cầu công lý, địch bắt giam anh Trỗi tại nhà lao Chí Hòa, chị Quyên đã làm chiếc khăn tay này để gửi vào nhà lao, nhằm động viên và hứa hẹn với anh. Chiếc khăn thêu 4 câu thơ. Dù cho sóng gió bão bùng, lòng em vẫn giữ thủy chung vẹn toàn. Cầu mong anh được bình an, nước nhà thống nhất, vinh quang anh về. Anh Trỗi nhận được khăn, xem xong, thuộc bài thơ. Rồi anh gửi tặng lại chị chiếc khăn, vì anh nghĩ nếu anh hy sinh sẽ không giữ được. Còn chiếc đàn mandolin, một nhạc cụ mà anh Nguyễn Văn Trỗi dùng từ thời thanh niên, được Phái đoàn Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam tại miền Bắc trao tặng cho Bảo tàng Cách mạng Việt Nam vào tháng 10 năm 1967. Lúc đó, chiếc đàn bị hỏng nặng do giặc Mỹ đập phá khi chúng đến khám nhà của anh sau sự kiện cầu công lý. Đây là kỷ vật mà chị Phan Thị Quyên đã gửi được lên căn cứ. Và từ căn cứ, cây đàn được chuyển ra cho Phái đoàn đại diện thường trực Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam tại miền Bắc. Sau cả một chặng đường dài trong khói lửa chiến tranh, cây đàn đã đến đúng địa chỉ Bảo tàng Cách mạng Việt Nam vào ngày 14 tháng 10 năm 1967. Trong dịp ra thủ đô Hà Nội để trao học bổng mang tên Nguyễn Văn Trỗi vào ngày 16 tháng 10 năm 2005, chị Phan Thị Quyên đã đến Bảo tàng Cách mạng Việt Nam. Tại đây đã diễn ra một cuộc gặp mặt đầy cảm động giữa chị và ban giám đốc, các cán bộ chuyên môn của bảo tàng. Trong niềm xúc động, chị Phan Thị Quyên đã kể lại những kỷ niệm sâu sắc giữa chị và anh hùng Nguyễn Văn Trỗi. Tiếc rằng, sinh lão bệnh tử là kiếp luân hồi ai cũng phải một lần trải qua. Và vào ngày 4 tháng 7 năm 2019, chị Quyên đã theo anh Trỗi về với đất mẹ linh thiêng,
trong niềm tiếc thương của người thân và bạn bè. Hình ảnh người vợ trẻ của liệt sĩ Nguyễn Văn Chỗi đã để lại cho bạn ấn tượng như thế nào? Hãy để lại ý kiến xuống phần bình luận của video và đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những số phát sóng tiếp theo của Chân Dung Lịch Sử. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.